Anh Hải đeo khẩu trang đấy nhé. Mùa này mùa Covid tôi đeo khẩu trang mà. Sarang thanh cá hồi cung,
mỗi hương tơ vẫn xưa lại ra đi mẫu đèn ở dưới thoảng dưới đỉnh chân nhà phật cởi xúc thiên thần để tự kiên thành nghiệp tại kim lô gạch không không nhân tôn tích mệnh xa du biệt làm tiêu đại trước nam mô vân cung giảng bồ tát ma tát vân nhà cung giảng bồ tát ma tát nam mô cung giảng bồ tát ma tát thanh gia thời cung có lẽ truyền ra chiều từ có lẽ truyền ra hoàn quân tùy bộ tự nào ý chi dịch ngờ ý
quyền theo Phật thánh tròn đời sao hôm nay bỏ phủ thực tông. Ông về chức lễ đổ đồng tốt tươi, đồ đồng tốt tươi quan về đồ đồng tốt tươi đồng sang bóng lịch đời đời vinh hoa chữ giảng biết đặt ta xa. Tâm cho lính ghế họ Vũ của ông hôm nay nhất một lòng tâm một đạo tu Long Tịnh Mã Bát Nhã thuyền rồng trên chay giấy mặn thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đình thần Tam Tứ Phủ thảo tiến kim ngân tài mã trình đồng mở phủ cung nghinh thánh giá chắc dáng dâng đồng mở cung tài khai cung lộc trên ông độ cho bách gia dưới ông độ cho lính ghế tân đồng lính mới của ông để từ nay trở đi được đi trở lại để yên bản mệnh yên sổ thiên tào yên bản mệnh để trong công việc làm ăn được thuận lợi hanh thông sở cầu ta đứng ông về ông chứng tâm cho bách gia nơi đây ba tháng hè chín tháng đông già thì mình khỏe trẻ thì bình an các cháu học hành thi cử được đỗ đạt công thành danh toại con lạy ông ban khen cho lời kêu khấn của đầu của pháp sư nhé a di đà phật pháp sư nữa Đức ông ta về nhá, đưa ông ta chứng đền, chứng điện, chứng đủ lô nhang nhá, chứng tâm cho cái thủ nhang nhá, đồng đền, đồng điện, quang minh, linh từ nhá. Hôm nay ta chứng tâm cho cái canh đàn khóa lễ nhá của thầy trò họ Phạm, họ Vũ nhá, họ Vũ xuất thủ trình đồng nhá, từ nay giờ đi từ chi hướng hậu nhá, là con tôi bốn thủ nhá, đồng khôn bóng ngoan, đồng sang bóng lịch sự nhá, trên thì theo Phật thánh, dưới thì theo đến đồng thầy đến xế chiều mãn bóng nhá. Ta lại cho cái canh đàn khóa lễ này nhá, mở cung tài khai công lộc thì được đắc tài sai lộc nhá, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm nhá. Họ Vũ đi đâu từ nay giờ đi từ chi hướng hậu là có danh có diện nhá. Ta lại ban khen ban thưởng nhá cho thầy pháp, thầy văn, tứ trụ hầu dân, đồng anh lính chị, đồng chị lính em, dân thôn bản hạ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi lộc nhá. Ha. Hồi điên phong
đi lưu đày
tắc thiên đường chỉ Phật giác đông ý à. Thank you.
Tây ngàn tám đảo núi Tây Thiên nơi gì
tí thạch tao hỏi thú nở hoa đi à. Thạch ra người nguyệt hồ sông văn đêm chưa tối nguyệt hồ bắc giang yên thế Vì duyên
tuy đã xuống đi nơi chợt hoa. Qua bao ngày dòng thân đi than khóc, Chúa gặp được thầy vì cốc tiên sinh thương người yêu thảo. Thank you.
mồ côi cha mẹ nhận được thầy quý cốc tiên sinh thương người yêu thảo tinh tinh. Bà quan âm
quý Phật tổ thân thông nhiệm bầu dù ai hiếu đạo mà kêu cầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng tài cũng sẽ giống hoa ơi à. Gió hồi cũng năm yếu rõ ràng đập thương nghe năm yếu rõ ràng đổ hương bàn cành chúa bà năm ma phương. Thank you.
mệnh soi lòng trần ra, lòng nghề trần trong sáng như ia. Hồi tương quan
tiếp chúc vào anh hùng. Sau vũ động tiên đai giao chơi, sau vũ động tiên đi ngài không xa ý chút nào. Hồi kiếp bạc đào quỳnh tiên, hồi biến bản đào thư tiên diệu thanh thông cao đi so cùng Pháp sư con xin được tấu sớ lên Đức Ông để ông trình vua cha mẫu mẹ hội đồng tôn ông công đồng quan lớn A Di Đà Phật. Ha.
nay con anh ta về nhá. Chứng đền, chứng điện, chứng đủ nô nhang nhá. Chứng tâm cho cái thủ nhang bảng điện quang minh linh từ nhá. Ta về đây ta chứng cho cái canh đàn khóa lễ của thầy trò họ Phạm họ Vũ nhá. Con cho cái họ Vũ nhá, từ nay giờ đi từ chi hướng hậu nhá. Làm tôn con bốn phủ nhá, ăn lộc bình thần tam tứ phủ nhá. Mở cung tài khai cung lộc nhá. Lộc đông tây nam bắc nhá. Nói có người nghe đè có kẻ sợ nhá. Ta về đây nhá, ta chứng chứng cho cái bản điện quang minh linh từ ngày càng đông con nhang bắt ngàn đệ tử hơn nữa nhá. Ta lại chứng tâm nhá cho thầy pháp thầy văn tứ chủ hầu dân. Đồng anh đồng chị, đồng chị với em dân thôn bản hạ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi lộc nhá ha. Cứ sớ đây, sớ đi chứng chứng nào. Vậy đâu. Bát đúc tươi trầu, ngài